Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 3, chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, đã thông qua 15 nghị quyết góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Huyện Vũ Thư từng bước nâng cấp bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, phục vụ phát triển du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ từ cơ quan chức năng và từ chính sự cảnh giác, tự giác của mỗi người dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Sự kỳ họp có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng nhằm quyết định nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sau bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình bày 10 báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiếp đó, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra về các tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, nhìn chung các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo tờ trình tại kỳ họp. Khẳng định trong đó nhiều nội dung cơ chế chính sách là cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời tháo gỡ, giải quyết hiệu quả các vướng mắc khó khăn phát sinh trong thực tiễn. Đồng thời, kiến nghị đề xuất bổ sung một số nội dung giải pháp và một số tờ trình như quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương từ năm 2022 sang năm 2023. Về việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành các bước quy trình một số nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Dư, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, được Hội đồng Nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu bổ sung chức vụ Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thống nhất đồng ý miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Vũ Xuân Thành, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, do chuyển công tác. Các ông Trần Quang Triển, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, ông Phạm Việt Anh, Giám đốc Sở Xây dựng, được Hội đồng Nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sáng nay cũng đã biểu quyết và thông qua 15 nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 1. Nghị quyết về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023. 2. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình nhà khám bệnh và điều trị, Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng. 3. Nghị quyết về việc ban hành nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ thuê bao vệ tinh, duy trì thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025. 4. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Bình. 5. Nghị quyết về việc ban hành nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 6. Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2020. 7. Nghị quyết về việc bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023. 8. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 9. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2, Nghị quyết số 17 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2022-2023.
10. Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02 ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sửa đổi bổ sung mục 1.1, phụ lục 2 và khoản 1, mục 2, phụ lục 3, ban hành kèm theo Nghị quyết số 50 ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ban hành quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí, theo luật phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 11. Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết định bầu trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. 12. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. 13. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. 14. Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. 15. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, có bài phát biểu bế mạc kỳ họp, trong đó nhấn mạnh gợi mở một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện. Thay mặt Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp ngành địa phương đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, bảo đảm công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật, tập trung rà soát đánh giá đúng tình hình và kịp thời bổ khuyết các nhiệm vụ giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra tại kết luận số 153 ngày 2 tháng 12 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chỉ thị số 20 ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ bằng nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về các cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội, nhất là các cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư trong khu kinh tế Thái Bình, trong các khu công nghiệp và chủ trương xã hội hóa các nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, tổ, đại biểu Hội đồng Nhân dân, cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các tin quan trọng khác. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 với chủ đề đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển. Dự tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay, ngành du lịch ngày càng đóng góp quan trọng vào kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, từ khi dịch COVID-19 bùng phát đã tác động làm cho ngành du lịch gặp nhiều khó khăn, chưa đạt như kỳ vọng. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, phát triển du lịch phải đặt trong tổng thể với phát triển kinh tế xã hội, với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, cần ưu tiên các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành và lĩnh vực khác, có phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại với tư duy mới, cách làm mới. Phát triển du lịch trong giai đoạn mới phải chú trọng tính chuyên nghiệp, hiện đại, theo chuẩn mực quốc tế, cũng như đa dạng, độc đáo, riêng có, kiên định mục tiêu nhưng phải hết sức linh hoạt, thích ứng, đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số. Thủ tướng nêu rõ 3 phương châm: tiếp tục đổi mới và nâng cao nhận thức, tư duy về phát triển du lịch, bảo đảm phát triển du lịch một cách bài bản, chuyên nghiệp, có quy hoạch và định hướng lâu dài trên cơ sở nghiên cứu và hội nhập sâu rộng với sự phát triển của ngành du lịch ở các nước phát triển trên thế giới. Phát triển du lịch một cách toàn diện và sâu rộng nhằm phát huy tối đa nội lực, huy động và sử dụng hiệu quả ngoại lực, từng bước xây dựng, xác lập và định vị thương hiệu du lịch Việt Nam theo hướng sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp,
thủ tục thuận tiện, giá cả cạnh tranh, môi trường vệ sinh sạch đẹp, điểm đến an toàn, văn minh thân thiện, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nhiệm vụ giải pháp trong phát triển kinh tế mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Thư nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đó là từng bước nâng cấp bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, phục vụ phát triển du lịch tâm linh gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm. Vậy thực trạng phát triển hiện nay đối với lĩnh vực du lịch của huyện Vũ Thư như thế nào? Sau đây biên tập viên Cao Biển sẽ làm rõ hơn về nội dung này. Vâng, phát triển du lịch có thể coi là một trong những đòn bẩy quan trọng để đưa nền kinh tế huyện Vũ Thư phát triển hơn trong thời gian tới. Qua đây thì sẽ góp phần nâng cao đời sống của người dân. Nhưng trước hết, huyện Vũ Thư cần phải khai thác được hết những tiềm năng du lịch sẵn có. Huyện Vũ Thư được bao bọc bởi hai con sông lớn là sông Hồng và sông Trà Lý, với những bãi bồi ven sông, những triển đê dài bất tận. Chùa Keo, một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đặc biệt, là một trong những lựa chọn đầu tiên của du khách khi đến với Thái Bình. Tôi thấy là phong cảnh của chùa Keo ở đây là nói chung là những di tích lịch sử, gọi là những mái chùa này là có nghĩa là giữ được nét cổ kính từ trước và có những cái cảnh quan rất là tự nhiên đẹp. Ban quản lý di tích chùa Keo được đón rất là đông đảo quý khách mọi miền Tổ quốc về tham quan và dự lễ hội chùa Keo. Khách về thì trước hết người ta cũng cảm nhận được cái di tích rất là đẹp đẽ và cũng linh thiêng. Khách bây giờ về tham quan lễ chùa, sau đó người ta còn mua những các cái sản phẩm, có những cái sản phẩm là đã được xác nhận OCOP. Vũ Thư còn nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn nữa như làng vườn Bách Thuận, những cánh đồng trồng dâu rộng mênh mông tại xã Hồng Phong với tổng diện tích gần 260 hectare, gắn với nghề nuôi tằm lấy kén là một nghề truyền thống với nhiều nét đặc sắc thích hợp với du lịch trải nghiệm. Các đoàn về đây người ta được trải nghiệm là thứ nhất là những nông trại mô hình nuôi tằm, hai là được trải nghiệm về cái kéo tơ con kiểng. Họ đánh giá là rất là tốt vì cái nghề này là nó nghề đặc thù của địa phương. Mặc dù có rất nhiều tiềm năng và lợi thế, song hoạt động du lịch tại huyện Vũ Thư hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, như là các khu, các điểm du lịch chưa có sự kết nối với nhau, đồng thời là các hoạt động dịch vụ phục vụ du lịch chưa phát triển, do đó thì chưa để lại nhiều ấn tượng với du khách. Và với quyết tâm phát triển ngành du lịch thì huyện Vũ Thư đang có những giải pháp, định hướng những giải pháp để đẩy mạnh phát triển, phát huy lợi thế tiềm năng, phát triển du lịch trong thời gian tới. Trên cơ sở vùng trồng dâu nuôi tằm xã Hồng Phong, nghề làm vườn hoa cây cảnh xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư tập trung quy hoạch sản xuất nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Vũ Thư cũng đang xây dựng một cái kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với lại du lịch. Thì trước hết thì phòng cũng tham mưu cho ban huyện là xác định những cái xã mà có những cái tiềm năng thế mạnh, lợi thế để xây dựng cái vùng quy hoạch, vùng sản xuất tập trung để nâng cao cái giá trị thương hiệu. Cấp ủy chính quyền địa phương là sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp về tiếp cận, rồi là liên doanh liên kết để giúp cho bà con nông dân cải thiện cái điều kiện phát triển kinh tế kén tằm gắn với du lịch trải nghiệm và nâng cao hiệu quả kinh tế. Việc kết nối các điểm du lịch trong huyện xa hơn là trong tỉnh đang được huyện Vũ Thư đẩy mạnh nhằm tạo ra tuyến đường du lịch hấp dẫn với du khách. Đó là kết hợp du lịch đường bộ với du lịch đường thủy đến các điểm di tích, các làng nghề, các địa điểm du lịch trải nghiệm nghỉ dưỡng tại đảo nổi trên sông Hồng trong tương lai. Nếu chỉ một mình chùa Keo thì việc mà thu hút khách địa phương là cũng còn hạn chế. Chính vì vậy thì chúng tôi đang định hướng sẽ phát triển các cái khu dịch vụ du lịch trải nghiệm gắn với phát triển làng nghề trồng dâu nuôi tằm tại Hồng Phong, rồi là các cái khu vực giải trí tại đảo nổi của duy nhất Hồng Phong. Hiện nay thì cũng đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tôi cũng hy vọng là mình được khám phá thêm, ngoài cái cho đi lễ chùa ra thì mình đi thêm một hai cái cảnh đẹp của tỉnh Thái Bình này. Cùng với kết nối các điểm du lịch, vấn đề hiện nay mà huyện Vũ Thư cũng cần phải tính tới đó là các khâu dịch vụ phục vụ kèm theo. Khâu này cũng phải đòi hỏi hết sức bài bản, tránh tình trạng có khâu này rồi thiếu khâu kia, từ đó tạo thành chuỗi khép kín,
đáp ứng yêu cầu của du khách khi đến các điểm du lịch. Các cái dịch vụ thì chúng tôi cũng đang chủ trương là làm thế nào mà nó phải khép kín thành một cái chu trình không chồng chéo lẫn nhau và làm sao đảm bảo được các cái điều kiện cho du khách đến tham quan và du lịch. Ví dụ như là đường đi hay là bến xe hay là các cái nơi cung cấp các cái dịch vụ khác như là ăn uống, ngủ nghỉ. Phát triển du lịch trải nghiệm nói riêng và phát triển du lịch nói chung đang là một trong những yếu tố quan trọng để đóng góp cho sự tăng trưởng của nền kinh tế của các địa phương. Và với giải pháp về phát triển không gian du lịch của Vũ Thư cũng như những tiềm năng du lịch tự nhiên về văn hóa, di tích, lịch sử, lễ hội, tâm linh thì cùng với sự quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền địa phương, cùng với sự hiếu khách của người dân thì tin rằng thời gian tới huyện Vũ Thư sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch. Các tin tiếp theo sẽ có trong bản tin. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ từ cơ quan chức năng và từ chính sự cảnh giác, tự giác của mỗi người dân. Luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị, từ hôm nay 15 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện điều chỉnh các mức lãi suất điều hành nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6% một năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ 7% một năm xuống 6% một năm. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ngành kinh tế giảm từ 5,5% một năm xuống 5% một năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vay vốn này giảm từ 6,5% một năm xuống 6% một năm. Với diện tích đất trồng lúa lớn, năng suất và sản lượng cao, quy trình canh tác khoa học và khép kín, Thái Bình phấn đấu đến năm 2030 xây dựng được 3-5 thương hiệu gạo Thái Bình đạt thương hiệu quốc gia. Với diện tích đất trồng lúa toàn tỉnh trên 73.000 ha, cơ cấu giống chất lượng cao chiếm 50-60%, sản lượng thóc khoảng 900.000 tấn một năm. 5-10% diện tích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp Việt Gáp, 500 ha trở lên áp dụng quy trình nông nghiệp hữu cơ. Dự kiến đến năm 2030, diện tích đất trồng lúa gần 70.000 ha, cơ cấu giống chất lượng cao từ 70% trở lên, sản lượng thóc trên 800.000 tấn một năm. 100% diện tích vùng sản xuất lúa tập trung được ứng dụng quy trình canh tác tiên tiến Việt Gáp, 20% diện tích sản xuất áp dụng quy trình nông nghiệp hữu cơ. Đến năm 2025, tỷ lệ gạo xuất khẩu có thương hiệu đạt trên 40.000 tấn, đến năm 2030 đạt khoảng 60.000 tấn. Thái Bình phấn đấu đến năm 2025 xây dựng từ 1-3 thương hiệu gạo đạt thương hiệu quốc gia và đến năm 2030 xây dựng từ 3-5 thương hiệu gạo Thái Bình đạt thương hiệu quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đã trở thành vấn nạn gây bức xúc dư luận xã hội trong nhiều năm nay. Các loại hàng này len lỏi vào cuộc sống bằng nhiều con đường khác nhau với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, mà còn làm tổn hại đến uy tín, lợi nhuận của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính. Đây là hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội sau mỗi dịp Tết Nguyên đán. Câu chuyện này đã diễn ra nhiều năm nay và gây cho người tiêu dùng bức xúc. Bằng hình thức gian lận tên gọi na ná của những thương hiệu nổi tiếng, thay đổi một vài chữ cái tên sản phẩm gây ra nhiều nhầm lẫn khi lựa chọn sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng. Nhãn hàng thì là một khác, quảng cáo một khác, nhưng bên trong thì cả số lượng và chất lượng đều không được giống như là bên trong quảng cáo. Nên là khi mà mình ăn thì không ăn được, mà vứt đi thì rất là phí, nên là rất là gây ức chế và không hài lòng trong những cái sản phẩm như vậy ạ. Hiện nay, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có mặt ở rất nhiều phân khúc của thị trường. Những con số này phần nào phản ánh thực trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh trong năm qua. Vì lợi nhuận, các đối tượng bất chấp quy định của pháp luật, ngang nhiên sản xuất, kinh doanh, buôn bán. Trong khi đó, một bộ phận người tiêu dùng mua sản phẩm theo cảm tính, tin tưởng vào người bán, đã vô tình tiếp tay cho hàng giả tồn tại lâu bền trên thị trường. Thì là cung cấp phân cho bà con là một cái phân là phân thật, để cho bà con yên tâm mà rắc. Chứ còn chúng tôi mua đại lý thì không biết là loại nào là thật giả, lúc đấy là cũng vào thời vụ là cứ thêm mua thôi. Chứ không biết là thật giả đâu, vì là kiến thức thì nó ít. Mà người bán thì người ta cứ bán, người ta bảo loại này tốt với theo đắt tiền thì tôi cứ mua thôi.
Việc kinh doanh thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, các trang thương mại điện tử ngày càng phổ biến với sự đa dạng phong phú về mặt hàng. Tuy nhiên, chất lượng của các sản phẩm bày bán tại đây như thế nào thì rất khó kiểm soát. Nếu không có kỹ năng mua hàng online, người tiêu dùng rất dễ mua phải hàng kém chất lượng. Vì không được xem hàng trực tiếp cho nên là không ít lần là mua phải những sản phẩm nó không đúng như quảng cáo. Thì với những cái shop uy tín thì người ta cho đổi trả miễn phí. Tuy nhiên là không ít lần thì tôi cũng mua phải những shop mà không uy tín. Thì ngoài việc không được đổi trả hàng miễn phí thì người ta còn chặn số điện thoại, sau đó là những cái địa chỉ những cửa hàng thì cũng không đúng như trên quảng cáo. Dẫn đến việc là tiền mất mà hàng hóa thì không sử dụng được. Mua hàng trên mạng thì giá cả mỗi nơi bán một cái giá khác nhau. Cùng một sản phẩm nhưng mà có những nơi bán chỉ vài trăm nghìn nhưng mà có những trang bán đến vài triệu. Cái điều đáng quan ngại nhất là không biết là cái chất lượng sản phẩm của nó như thế nào. Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng phức tạp khó có thể thực hiện trong một sớm một chiều. Thời gian qua, việc phát hiện các đối tượng vi phạm ở tỉnh chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Để bảo vệ người tiêu dùng, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, nhiều giải pháp hơn nữa từ cơ quan chức năng và từ chính sự cảnh giác, tự giác của mỗi người dân. Cuối chương trình là các thông tin trong lĩnh vực y tế. Thái Bình hiện có trên 500 bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ tại các cơ sở điều trị trong toàn tỉnh. Thống kê của ngành y tế cho thấy những năm gần đây, tỷ lệ người mắc bệnh thận đang gia tăng. CDC khuyến cáo việc thăm khám sức khỏe định kỳ là quan trọng để phát hiện sớm tổn thương thận cấp, điều trị kịp thời, ngăn ngừa bệnh tiến triển thành suy thận mãn tính. Những người có nguy cơ bị tổn thương thận cấp là người cao tuổi, người có bệnh mãn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim hoặc béo phì, người bị bệnh nặng phải nhập viện, đặc biệt là trong phòng chăm sóc đặc biệt. Các triệu chứng của tổn thương thận cấp có thể bao gồm phù chân, chán ăn, buồn nôn, mệt mỏi. Nhiều trường hợp tổn thương thận cấp có thể phòng ngừa diễn biến nặng một cách đơn giản bằng việc nhận biết sớm các triệu chứng và can thiệp đúng cách. Song thực tế đáng ngại là đa phần bệnh nhân phát hiện bị bệnh thận khi thận đã hỏng khoảng 50%. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ sau tháng một lần và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ khi mắc bệnh. Luật khám chữa bệnh năm 2009 sau nhiều năm triển khai đang bộc lộ một số bất cập. Đầu năm nay, luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi được thông qua và sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024, đã cập nhật phù hợp với thực tiễn, tháo gỡ những vướng mắc cho các cơ sở y tế, kỳ vọng sẽ tạo cú hích nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Từ năm 2018, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân phải tự chủ chi thường xuyên 100%. Mỗi tháng tính cả tiền lương cho 156 cán bộ y bác sĩ, tổng chi của bệnh viện vào khoảng 1,2 đến 1,3 tỷ đồng. Trong khi đó, ở xa trung tâm, vị trí không thuận lợi, lại chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 thời gian dài, nên việc cân đối thu chi của bệnh viện gặp không ít khó khăn. Trong những năm vừa qua thì cái giá dịch vụ y tế của chúng ta chưa được tính đúng tính đủ, vì vậy nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn thu của bệnh viện. Bệnh viện cũng không có nguồn thu để có thể nâng cao thu nhập cho cán bộ cũng như là phục vụ cho việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh như là đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn. Khó khăn của Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân cũng gặp phải ở nhiều đơn vị y tế thời gian qua. Luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi khi chính thức có hiệu lực được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những vướng mắc này. So với luật hiện hành, luật sửa đổi chỉ rõ các yếu tố cấu thành giá dịch vụ khám chữa bệnh như chi phí nhân công, thuốc, hóa chất, chi phí khấu hao thiết bị y tế, chi phí quản lý như duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế. Giải quyết được vấn đề tính đúng tính đủ. Luật cũng tháo gỡ nhiều vấn đề khác liên quan đến tự chủ, như cho phép các bệnh viện tự chủ được quyết định nguồn thu và toàn quyền tuyển dụng nhân sự, quyết định giá dịch vụ khám chữa bệnh, nhưng không vượt quá giá do Bộ Y tế quy định. Bộ Y tế cũng như là Chính phủ đưa ra những cái quyết sách mới, đơn vị tự chủ được hưởng. Ví dụ như là hoạch định cái tiền lương, tiền công là đã có. Thứ hai nữa là cho phép những bệnh viện tự chủ được tự chủ cái nguồn vốn mà được thuê khoán để nâng cao cái trang thiết bị để phục vụ bệnh nhân, được hạch toán và những cái gì mà thiếu thì được hỗ trợ đó, thu chi. Tôi nghĩ rằng là khi có cái chính sách này thì giúp đỡ cho những bệnh viện công mà được giao tự chủ sẽ đỡ khó khăn hơn rất nhiều. Luật cũng bổ sung nhiều quy định nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân. Trong đó, bổ sung quy định bắt buộc cơ sở y tế phải tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản do Bộ Y tế ban hành định kỳ hàng năm và phải cập nhật kết quả tự đánh giá lên hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám chữa bệnh.
Trong luật khám chữa bệnh sửa đổi mới thì đưa vào rất rõ ràng là 5 năm thì người cán bộ y tế phải thi sát hạch lại để được cấp chứng chỉ hành nghề. Thì qua việc này thì cán bộ y tế sẽ làm cái điều kiện để họ tập huấn lại, đào tạo lại những kiến thức cơ bản và kiến thức nâng cao. Chúng ta đã biết rằng nghề y tế là nghề khoa học kỹ thuật, đòi hỏi sự cập nhật thường xuyên để từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Còn ngoài ra còn có một số điểm mới nữa trong luật khám chữa bệnh sửa đổi mà chúng tôi rất là kỳ vọng, đó là cái vấn đề mà xã hội hóa trong y tế. Thì hy vọng khi luật được chính thức áp dụng từ 1/1/2024 thì cán bộ y tế, cán bộ quản lý cũng như cán bộ làm chuyên môn sẽ có những căn cứ pháp lý rất quan trọng, chúng ta bám vào đó để thực hiện tốt chính sách để phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân. Luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi đã giúp rất nhiều cho các bệnh viện được quyền tự quyết, nhưng đây cũng không phải là liều thuốc chữa bách bệnh cho những vấn đề của ngành y tế hiện nay. Và để luật đạt hiệu quả cao nhất khi triển khai, chắc chắn cũng phụ thuộc không nhỏ vào cái tâm của mỗi người làm nghề. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.